Chào mừng đến với thử tài đọc trailer trên kênh TV Star SCTV 11. Phạm Hùng xin kính chào và rất vui khi được hội ngộ cùng quý vị và các bạn, những khán giả thân thương của chương trình thử tài đọc trailer được phát sóng lúc 20:45 trên kênh TV Star SCTV 11. Mở đầu chương trình, chúng ta cùng đến với những chia sẻ như sau. Với tính cách khá hoạt bát và năng nổ, đồng thời tôi nhận ra mình có chất giọng khá hay. Tôi muốn có môi trường phát triển tốt hơn, vì vậy tôi đã chọn và tin tưởng chương trình thử tài đọc trailer của SCTV sẽ cho tôi một khởi đầu thành công và có những trải nghiệm thú vị. Đó là những lời chia sẻ của bạn Phạm Lê Ngân Hà, cô sinh viên chuyên ngành ngoại thương trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị cùng lắng nghe trailer Sự quyến rũ xấu xa qua phần thể hiện của bạn ấy nhé. TV Star hân hạnh giới thiệu bộ phim truyền hình Thái Lan. Đây là anh công bóp Patarat Thatnasan. Đẹp trai lắm, giống như là nam diễn viên phim truyền hình vậy đó. Lần đầu tiên phát sóng tại Việt Nam. Ma của tôi chỉ để lại cho tôi có hơn 5 tỷ thôi hả? Còn một nửa kia thì để lại cho cô gái có tên là Nam Nương. Tham vọng. Anh nghĩ lấy được trái tim cô ấy trong một ngày hả? Tất nhiên là như vậy. Đố kỵ. Chết nè. Cốc mà đồ ăn thịt thiên nga sao? Tuy tôi rất là nghèo, nhưng không đến nỗi phải đi giành đàn ông với người khác. Tình yêu bắt đầu từ sự dối trá. Và sẽ kết thúc ra sao? Mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu. Đón xem Sự quyến rũ xấu xa lúc 18 giờ hàng ngày trên TV Star SCTV 11. Tiếp theo, chúng ta cùng làm quen với một thí sinh đến từ thành phố Cà Mau, bạn Vương Bảo Yến. Thực sự, mình là người khá khép kín và hơi thiếu tự tin về bản thân một chút. Nhưng lần này, nhờ sự động viên ủng hộ của ông xã nên mình đã tham gia chương trình. Có thể không giành được giải thưởng nhưng ít ra mình đã chiến thắng được bản thân. Đây có thể nói là một sân chơi để mình thể hiện cái mà trước giờ mình vẫn cho đó là sở trường mà không dám thể hiện. Lần đầu tiên phát sóng tại Việt Nam. Cô không biết gì sao? Là phát hiện thêm một thi thể duy nhất trên TV Star SCTV 11. Những vụ án liên hoàn. Những tội phạm đa nhân cách. Hồi hộp. Gây cấn. Giết người hàng loạt mới là mục tiêu của tôi. Hắn ta khá khôn dạng. Cùng phá án với những ngôi sao hàng đầu châu Á. Hãy nhắm mắt khi anh đến lúc 20 giờ hàng ngày trên TV Star SCTV 11. Bạn Vũ Thị Thanh Thùy, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh đã xem việc tham gia chương trình thử tài đọc trailer như là một sự khám phá và tìm hiểu những giá trị nghệ thuật. Và quan trọng nhất, bạn mong muốn có thêm một cơ hội thử thách với nghề nghiệp mới. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng Phạm Hùng lắng nghe phần thể hiện của Thanh Thùy nhé. Lần đầu tiên phát sóng tại Việt Nam. Cô không biết gì sao? Là phát hiện thêm một thi thể duy nhất trên TV Star SCTV 11. Những vụ án liên hoàn. Những tội phạm đa nhân cách. Hồi hộp. Gây cấn. Giết người hàng loạt mới là mục tiêu của tôi. Hắn ta khá khôn dạng. Cùng phá án với những ngôi sao hàng đầu châu Á. Hãy nhắm mắt khi anh đến lúc 20 giờ hàng ngày trên TV Star SCTV 11. Để tiếp nối chương trình, xin mời quý vị hãy cùng làm quen với một bạn nam xuất thân từ ngành báo chí nhưng lại bén duyên với nghề MC sự kiện, MC radio. Và hiện tại, công việc của bạn là cộng tác viên tự do, viết kịch bản chương trình Lồng Tiếng Phim, bạn Trịnh Hoài quan tâm. TV Star hân hạnh giới thiệu bộ phim truyền hình Thái Lan. Đây là anh công bóp Patarat Thatnasan. Đẹp trai lắm, giống như là nam diễn viên phim truyền hình vậy đó. Lần đầu tiên phát sóng tại Việt Nam. Ma của tôi chỉ để lại cho tôi có hơn 5 tỷ thôi hả? Còn một nửa kia thì để lại cho cô gái có tên là Nam Nương. Tham vọng. Anh nghĩ lấy được trái tim cô ấy trong một ngày hả? Tất nhiên là như vậy. Đố kỵ. Chết nè. Cốc mà đồ ăn thịt thiên nga sao? Tuy tôi rất là nghèo, nhưng không đến nỗi phải đi giành đàn ông với người khác. Tình yêu bắt đầu từ sự dối trá. Và sẽ kết thúc ra sao? Mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu. Sự quyến rũ xấu xa lúc 18 giờ hàng ngày trên TV Star SCTV 11. Tạm biệt bạn quan tâm. Cuối cùng sẽ là phần dự thi của một cô gái đến từ Hà Đông, Hà Nội, bạn Trương Thị Ngoan. Bạn có chia sẻ như thế này.
Mặc dù hầu hết các trailer phim đều là giọng miền Nam, nhưng vì đam mê và yêu thích nên em đã quyết định tham gia chương trình này. Vì em khá đam mê lĩnh vực phát thanh truyền hình. Bạn Ngoan ơi, thử tài đọc trailer là một sân chơi dành cho khán giả ở khắp mọi miền đất nước. Nếu bạn có đam mê, có chất giọng hay thì bạn cứ mạnh dạn thể hiện. Biết đâu may mắn sẽ mỉm cười với bạn thì sao, phải không nào? Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng thưởng thức giọng đọc của cô gái Hà Nội này quý vị nhé. Một bộ phim cổ trang bom tấn của điện ảnh Trung Hoa được dàn dựng công phu, cảnh quay hoành tráng. Cá tính nhân vật: tha là ta phụ người, đừng để người phụ ta. Ta cũng có câu này: tha để người thiên hạ phụ ta, ta không phụ người thiên hạ. Bí mật đình trường: con xin ngừng cho con gặp Liêu Thuyền đi, con xin ngừng mà. Sao có thể vì một nữ nhi mà làm lỡ chiến cơ chứ. Và những cuộc đối đầu không hồi kết: người thật sự muốn đánh sập, đánh tới hơi thở cuối cùng. Được. Tân Tam Quốc lúc 21 giờ hàng ngày trên TV Star SCTV 11. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Phạm Hùng rất tiếc khi phải nói lời chào tạm biệt quý vị. Vẫn với cách thức tham gia vô cùng đơn giản, quý vị hãy nhanh tay thu âm bài dự thi theo nội dung có sẵn. Đính kèm thông tin đăng ký, một bức ảnh chân dung và gửi về email thử tài đọc trailer a@sctv.vn trong khoảng thời gian do ban tổ chức quy định, áp dụng cho từng tháng tham gia. Nếu có thắc mắc gì về thể lệ tham gia hay nội dung bài dự thi, xin mời quý vị hãy truy cập vào website www.sctv.com.vn của chúng tôi quý vị nhé. Còn bây giờ, Phạm Hùng xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo. Thử tài đọc trailer, một sân chơi mới lạ, duy nhất trên kênh TV Star SCTV 11. Thử tài đọc trailer, khẳng định sự khác biệt.